Hello, xin chào tất cả anh em. Hôm nay mình sẽ test phiên bản chính thức của game Marvel Super War. Nhìn cái giao diện lúc đầu vào, ui nhiều ơi, nhìn về quá anh em. Sướng quá anh em ạ. Hôm nay đi làm mãi từ sáng đến chiều, trực mãi để về để chơi game. Cuối cùng thì tối mới chơi được. Rồi bây giờ bắt đầu vào chọn. Lúc mà vào thì chúng ta sẽ chọn tên này. Nó cho những cái tên mà chúng ta có thể là ngoại tinh nhân này, ăn ý này, kiên cố công nhân viên này, nó có những cái tên gợi ý sinh lý này, bí ẩn hiện thực đấy. Rồi mình sẽ đổi thành cái tên khác đi. Rồi thì cái game này thì lúc đầu vào chúng ta ấy thì có những cái giao diện bằng tiếng nước khác ấy, thì anh em đừng có chọn tiếng nước khác nhá, mà anh em cứ vào thẳng luôn là nó có tiếng nước Việt Nam luôn đấy, nên là anh em không chọn gì cả, kệ, mặc định là nó có tiếng Việt Nam. Vip thế đấy, Việt Nam có luôn cả tiếng tiếp luôn, không cần phải chọn gì cả, cái các nước khác thì phải chọn đấy. Mình bắt đầu mình đặt tên thì ở đây người ta không cho đặt dấu cách anh em nhá, anh em có thể đặt dấu chấm này và rất là hay, lại có thể viết được dấu nữa cơ đấy. Không biết là viết những cái ký tự gọi là đặc biệt thì có viết được không, mình nghĩ là viết được thôi, không vấn đề gì đâu. Thì mình sẽ chấm vào đây coi như là một dấu cách. Rồi ký tự tận 20 ký tự, rất là hay luôn. Game này được, mình đánh giá cái thần tên là mình thích những cái game mà nó cho đánh giá tên hay ấy. Rồi muốn gửi thông báo không? Không, từ chối. Lại còn gì chơi cả hẳn. Xác nhận dấu vân tay cơ. Ui kinh. Tài khoản VIP thế. Giờ bây giờ kiểu tài khoản nó cắm mật khẩu này, dấu vân tay nè. Rồi thì chọn độ khó, thì mới đầu vào game thì chúng ta sẽ chọn gọi là không biết gì và biết sơ sơ một chút về game MOBA và biết rõ luôn cái game này. Thì trước mình cũng có chơi rồi, nhưng mà bây giờ mình sẽ chọn không biết để thử vào xem nó có gì không. Anh em nên chọn để xem nhá, xem hướng dẫn. Thì cái đây thì là nó có tiếng Việt thôi, chứ nó không có hướng dẫn nói bằng tiếng Việt, nên là anh em phải đọc thôi. Rồi có hình cái người sắt à, hay là con gì nó bay kia kìa. Mình thì mình cũng ít xem phim Marvel Super War này, mình ít xem Marvel, mình chỉ biết vài con anh hùng thôi, không biết nhiều. Đợt đầu tiên vào thì rất là cảm ơn bạn đã vào huấn luyện. Ui nhìn đẹp thế, nó rút trong cái cũi rút trong cái cũi sắt đấy, to và dài 17 cm. Xin chào anh em nhá. Rồi bây giờ nó bắt đầu là thử cho mình thao tác di chuyển giống hệt như các game mobile thôi, Âm Dương Super War hay là Liên Quân Mobile thôi, không có khác gì cả. Rồi di chuyển đến vị trí này, rồi chúng ta sẽ di chuyển bên màn hình bên trái của điện thoại nhá. Tiếp theo là thao tác cần gạt tay là thử đánh đấy. Rồi đánh con lính xem có đánh không. Rồi 1, 2, 3, 4 bùm nổ. Rồi rất là hay, nhìn mượt thế. Rồi nó cho cái luyện tập thế này lại đơn giản anh em ạ, không phải đi dài làm gì, mệt thật đấy, chứ cho cái bản đồ to chạy mệt xác ra. Rồi dùng kỹ năng nào đấy, dùng kỹ năng rồi. Ui bài đẹp thế, phê thế, con này nhìn phê thật đấy. Rồi thao tác với kỹ năng dạng phương hướng, rồi định hướng thôi, không có gì cả. Dùng kỹ năng trúng mục tiêu 3 lần. Rồi rồi thôi, phát nữa nào. Thôi đánh tay cũng được đấy, ok. Điều tiếp theo là kỹ năng khác gì đây, kỹ năng thả bom à. Kỹ năng này là kỹ năng kiểu như là đặt vị trí ấy. Rồi dùng kỹ năng trúng mục tiêu 3 lần, phát nữa nào. Ui con này nó thả bom, không biết nó lấy bom đâu nha, đẹp thế. Tiếp theo là gì đây, dùng hủy kỹ năng, ok. Thì con thứ con này là người sắt à, Iron Man công kích của nó full luôn anh em ạ, kinh khủng luôn. Rồi ok, xong rồi thì mình sẽ vào thử xem nào, thử xem map nó thế nào nào. Thì mới đầu vào thế này, map thì anh em sẽ được chọn một cái map này với giao diện người ta cài cho sẵn ấy, và cái giao diện của này thì nó yếu nhá. Sau đó thì nó có một phần mềm, nó sẽ xem xét xem máy của anh em là có khỏe hay không. Nếu mà máy cấu hình tốt thì nó sẽ cho cài một cái phiên bản nâng cấp nữa, còn nếu mà máy yếu thì sẽ không nâng cấp đấy. Máy mình thì máy mình chuyên để chơi game rồi, thì là máy mình thì sẽ là tí nữa mình sẽ nâng cấp anh em ạ, giống lần trước phiên bản chơi thử nghiệm ấy. Rồi nó cho cái chơi thử cái con này để đẩy trụ, đây là cái con trạ thủ
trả thù tin này tên là How Kier. Đấy, màu vùng mùa hường. Thì có những cái con thức thần mà hồi trước bản test cũng có, à mình quên mất, gọi là anh hùng, siêu anh hùng ấy. Bản tước trước test thì nó đã đổi rồi, phá hủy trụ hai phe địch. Rồi đơn giản không này, bắn để làm quen thôi mà. Nhìn map đẹp phết nhỉ, nhìn map màu xanh xanh này hay hay này. Rồi, ui trụ bắn có tí máu thôi, kéo ra đỡ để bắn nhanh. Không có lính anh em, à không có tướng, không có tướng địch, chúng ta chỉ có đánh thế này thôi. Rồi những con lính ở đây thì mình đánh giá là nó không được đẹp lắm, nhìn nó đơ đơ kiểu gì ấy. Có cái lẽ nhìn nó giống kiểu như là cái đội quân của trong phim nhiều hơn, người ta cũng lấy ý tưởng ấy. Mình thì mình lại không thích lắm, chắc là mình chơi game MOBA âm nhưng xin MOBA quen ấy. Nên là nhìn nó không được đích mắt lắm thôi, chứ thực ra chắc là đẹp. Rồi, ok. Ý. Rồi con xạ thủ này mạnh đấy anh em ạ, con xạ thủ này có nội, cái nội tại là nó nhìn được tầm nhìn của nó xa và hình như nó nhìn được xuyên bụi ấy, kiểu như là không bụi của ai nó có thể nhìn được đấy, rất là hay, khỏe lắm. Rồi bắn trụ nhanh lên nào. Rồi ok, nói rồi, đơn giản, làm quen rất là đơn giản, cái game này dễ quá, game này nó cũng không làm khó mọi người cả. Thằng lại có cái chữ gì ở dưới cơ, kiểu như là cứ chữ La Mã. Mà vào Super Oa nhìn hành tinh các kiểu ở ngoài đẹp thế. Người chơi thân mến bạn đã có thể tiếp tục gì đấy. Rồi bây giờ vào đánh thử một trận xem thế nào nào. Ok, nhìn giao diện rất là đơn giản luôn. Rồi nhận thưởng luôn một cái khung và một cái gì? Người tạo lập tương lai. Trận skin mới. Ui cái con này to thế, bự thế. Con này là cái con gì đây nhỉ? Cái con này gọi là Cút Odian à? Mình cũng chịu, tiếng Anh mình kém lắm nhá. Rồi không chia sẻ đâu anh em ạ. Rồi chiêu mộ được hero mới, được thức thần mới rồi. Tuân thủ điểm danh anh em là năng lượng Iroma. Nếu mà anh em đăng nhập 7 ngày là anh em được người sắt nhá. Wow tuyệt vời thế. À thì hướng dẫn thì thiết bị của bạn có tính năng khá tốt nên sẽ tự động tải gói mở rộng game, có nghĩa là anh em sẽ được nâng cấp đồ họa hình ảnh lên anh em ạ. Mình đang tải mình được 0.9% rồi. Ok. Rồi xếp cặp nào. Đánh một cặp xếp cặp thôi. Bắt đầu xếp cặp, nhìn giao diện nhìn dễ lắm, nhưng mà hơi lag một chút đấy. Ô giao diện mới đầu vào game hay chưa này. Chọc chọc này, những ai đồng ý chấp nhận ý thì nó sẽ có những cái hình đấy. Wow, khác với lúc test. Rồi đánh con gì đây. Rồi thì tất cả thì có những con này là được chơi miễn phí này. Mình chọn Lucky đi. Lucky đi, Thò cũng được. Lucky đi, con này thì trước bản test chưa chơi bao giờ. Phép bổ trợ thì có hồi máu và tốc biến nào. Đấy, nếu mà gói mở đồ họa bình thường thì nó sẽ có hình như thế này anh em ạ. Còn nếu mà gói nâng cấp lên thì nó sẽ có những cái hình động, nó đẹp hơn. Thì mình mới bắt đầu chơi, mới vào ấy thì nó có như thế này thôi. Tạm thời anh em nếu mà nâng cấp lên thì anh em sẽ được những cái hình nó đẹp hơn. Nhìn rất là phê, có skin rồi. Skin này như... chẳng khác gì cả. Cái mặt nó vẫn nguyên cho đến cái áo mà thôi. Rồi, đây là giao diện bắt đầu vào trận. Rồi, bên mình thì có lấy Lucky này, Anger này, Hook này, Thiên Thần và gì. Rồi xuất phát thôi, khai chiến. Rồi, dịch cũng rất là chuẩn luôn này. Rồi, có những cả hướng dẫn cách gọi là lên đồ luôn này. Rồi mình sẽ đi đường giữa và cộng bằng những cái nào đây, cộng vào cái chiêu đầu tiên này. Cộng chiêu nhập tiên thì farm theo được đấy, không đòi. Chiêu đầu tiên này của con này là biến à? Biến thành lính và tướng khác, đúng rồi. Rồi. Farm đã cái đã. Làm quen ván đầu tiên mà, cứ bình tĩnh. À nó cũng có cái hồi máu ở đằng sau trụ này, nhưng mà nhìn khó nhìn hơn. Rồi, tướng đối phương này con chỉ bắn nó hoa hay sao ấy. Anh em biết thì anh em comment ở dưới nha, phía dưới đang đánh nhau loạn rồi. Úi xồi, binh, màu đỏ đỏ như thế này. Tí nữa con này
Đánh một hai trận là quen ngay mà. Rồi, cái này farm chưa nhanh lắm. Chắc mấy cấp độ này chưa nhanh lắm. Con này là chuyên là kiểu là thần lừa lọc ấy. Mình thấy các bạn bảo là nhiều là thần lừa lọc ấy. Rồi, xem nào. Điểm máu khá đau đấy. Được đấy. Thì game này đã bắt đầu ra cái mắt từ ngày 19 tháng 12 anh em nhá. Tết này là có game Siêu Anh Hùng để chơi rồi. Yeah, rất là hay luôn. Thì bấy lâu nay đi làm bận ấy, mà tối về được chơi vài game mà Siêu Anh Hùng mình thích ấy. Phê lắm. Là thứ biến này à? Con gì đấy? Ui dồi ôi, con tê giác. Ôi chết này, biến mất rồi. Rồi, ok, mình biến lên để mình giết con kia ấy. Rồi mình lại biến về thôi. Cảm giác ấy, mình mà đi làm ấy, mà mệt mỏi ấy, sau về mình chơi một con thức thần hay một con Siêu Anh Hùng mà mình thích ấy, cảm giác đỡ giờ chết hơn bao nhiêu đấy. Ví dụ chơi người nhện này, hay là chơi người sắt này, hay là anh em chơi những con bài nào đấy thì rất là thích rồi. Đây là biến à? Biến thành con gì đây nào? Biến thành con lính anh em ạ. Ôi nhưng mà nó chết mất rồi. Ui ôi, thành niên kia nhiều máu thế. Ai chơi? Bạn nhiều máu thế ai chơi? Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Ui ôi, em xin lỗi. Em xin lỗi đã làm anh bối rối. Nào, ai, ai. À, nó gần chết rồi, nó gần chết rồi. Em chiến. Ok, tuyệt vời. Cái con này biến thành con gì đây? Ồ, con cáo. Chết rồi, nó đánh mình mất rồi. Hay phết nhỉ. Những cái con quái rừng bây giờ nó khác những con phiên bản trước anh em ạ. Nhìn rất là nhiều luôn. Ô, gì đây? Anh đi này làm gì đây? Ui rồi, ui rồi. Ăn đúng chiêu cuối của con tốc độ ánh sáng. Nào, nào vào đây nào, vào đây nào. Rồi, mình dùng chiêu cuối được thanh niên kia ép máu luôn. Hay phết, được. Ván đầu tiên chơi rất là hay. Nào, làm gì? Làm gì? Định đánh nhau à? Ma nó có lớp giáp. Chưa đi ganh được đường dưới phát nào. Đi đây, thử biến thành con gì đây? Con lính, anh em ạ. Biến thành con lính, xem ạ. Đặt này, à, khi mà mình dùng chiêu thì nó sẽ biến thành cái khác. Ô, ô, làm gì? Làm gì? Làm gì? À, nó dùng chiêu cuối vào mình. Nào, đây mình có chiêu cuối đây này. Chưa dùng đâu, chưa dùng đâu. Nào, mày ra đây. Dùng chiêu cuối đẩy lính luôn anh em ạ. Ý, ui. Đau thế, ôi chiêu cuối con này tận 1 phút cơ. Một phát mất nửa máu thanh niên kia luôn, rồi biến về. Hay phết, con này lừa lọc, hay phết, thật lừa lọc. Được. Mình chỉ biết là cái mình trước có đọc qua cái nội tại ấy của cái con này ấy. Thì nó có nội tại là chịu sát thương chí mạng ấy, thì sẽ trong vòng 10 giây thì sẽ được hồi sinh tại chỗ. Và khi mà hồi sinh thì sẽ thêm cộng thêm 100 máu vào, cộng thêm cấp 20 cấp hiện tại điểm máu. Đấy, nó khi nó chết nó sẽ được hồi sinh. Thì cái chiêu đầu tiên đấy là nội tại, còn chiêu đầu tiên của nó là biến thành một con quái hoặc là một tướng nào đấy. Đấy, mình sẽ chọn này, mình sẽ biến thành con gì đây? Con chó sói à? Ồ. Và khi mà biến thành con chó sói đấy thì mình mà xuất hiện ấy. Mình xuất hiện để mình gọi là gì nhỉ? Mình đánh nó thì có cái bóng lao vào đánh đối phương và làm cho đối phương bị mất máu anh em nhá. Khá là hay, con này kiểu như là nó mà biến thành lính nó đi đẩy lẻ trụ cũng được. Rồi lại biến rồi, hình như là biến thành những con này thì nó sẽ tăng tốc độ nhanh hơn hay sao ấy. Đấy, đây là ván đầu tiên, không có gì thì mình sẽ làm video clip hướng dẫn cách trang bị và hoàn hảo cho anh em tham khảo nhá. Rồi, chết không? Nào, mày á, mày á, chạy đi. Nào, con này tốn năng lượng phết. Lại biến tiếp, ui khó chịu thế. Ôi dồi ôi, biến thành con xe này. Xe gì cơ động thế? Thì nó biết nào ấy. Nó biết. À, nó biết. Nào, mày ra đây. Mày đóng băng chưa? Ồ, nó gần hết máu rồi, chạy đã. Mình hết chiêu anh em ạ. À, vẫn còn ham hố này. Ham hố đi, đóng băng đi này em. Thần thánh, ui 701 rồi. Phê.
được, chứ con này phải tốn năng lượng thế. À, à, ôi dồi ôi, hết chiêu cuối. Mà, hết năng lượng. Thì cái chiêu thứ hai khống chế của nó ấy, là chúng ta sẽ đặt vào một cái vùng trong phạm vi 1 giây, khi mà băng vỡ thì sẽ làm cho đối phương xung quanh bị chịu sát thương nhá. Vùng sẽ bị đóng băng. Tiếp theo là dùng cái ánh sáng ma thuật chỉ về phía trước và làm cho đối phương bị giảm tốc độ chạy. Đấy, thì cái chiêu cuối của con này là thần vực ảo ảnh. Thì là trong vòng 2 giây thì tạo ra một ảo ảnh ở xung quanh, làm đối phương giảm tốc độ chạy này. Sau đó thì nó sẽ nổ và gây sát thương phép cho đối phương. Giờ mình sẽ thử biến thành con tướng này xem như thế nào đây. Ok, biến thành tướng đối phương. À, tướng bên mình nhá. Biến thành tướng bên mình. Đánh tay thì vẫn như vậy thôi. Khi mình biến thành thì mình chỉ có cái xác thôi, chứ mình không hình như không có cái gọi là sức mạnh đánh tay của đối phương hay sao ấy. Rồi ok. Ô, con lính này lạc loài à. Rồi đẩy trụ thôi. Ui. Mà con kia nó đẩy một trụ đường giữa rồi. Hay phết anh em ạ. Mình thì mình không thích kiểu game này, là bản đồ của nó hơi tối anh em ạ. Nó có hai map, đó là bên xanh và bên đỏ ấy. Rồi biến thành con cá sấu này. À mày này, ăn combo đi luôn này. Ui, con này càng về cuối game nó càng khỏe anh em ạ. Giữa game nhìn farm yếu yếu. Ui, em xin lỗi, em xin lỗi. Ui, nó ăn cái gì ấy. Ui, lại biến thành cá sấu. À, ui, đẹp thế. Rồi, đứa nào. Mày, chết chưa. Thần thánh, hay thế. Được. Hay đấy, game này hay đấy. Nhưng mà mình chơi này thì là máy chủ châu Á anh em ạ. Ôi, biến thành con tinh tinh. Máy chủ châu Á nên là lag lắm. Nhất là buổi tối chắc là nó lag lắm. Mình đi làm về mình chỉ chơi có vài trận thôi anh em ạ. Đang test đây. Đi làm về đây, cảm giác đi làm về có game này chơi cũng rất là hay. Rồi. Gần cuối năm ấy thì cũng sắp tới Giáng sinh rồi. Anh em đi chơi Giáng sinh vui vẻ nhá. Và chúc anh em là Tết này ở nhà chơi game vui vẻ, hoặc là để đi chơi với bạn bè anh em nhiều hơn. Rồi, biến thành con cáo. Chạy nhanh hết. Rồi, được đấy. Còn những con tướng rất là nhiều, game này nó rất là nhiều tướng luôn. Skin nó tận 60 skin rồi. Đấy. Ôi, biến ra cái gì ấy. Hay hết. Ôi, Tinh tinh kiểu như là tiến hóa màu tím. Ở đây con chó sói này, hồi trước con này ở đây là con gì mình chả nhớ nữa. Rồi, biến thành con chó sói nào. Đây rồi, thanh niên ở đây. À, mày chạy đi. Ui, con này càng về cuối sát thương nó càng khỏe. Mỗi tội là thời gian thôi, hồi chiêu của nó ấy, phải đợi ấy. Nên là con này nếu mà lên bảng ngọc hay là lên đồ mà lên thời gian hồi chiêu mắc thì chắc là phê lắm. Ui, biến thành con cáo. À, con báo. Ở đâu nhỉ, con báo? Đó, chỗ nào to thế nhỉ? Đâu rồi, có đứa nào không? Đây rồi, ôi trời, 1400 sát thương phép luôn. Chết nhăn răng không một lời từ biệt luôn. Khỏe thế. À, cái chiêu chọc thần của nó này. Rồi thôi, đánh trụ đi. 13-02 anh em ạ. Rồi mình lại biến thành cái con khác vào. Rất là khó chịu luôn, cái con thức thần này luôn. À, con gọi là anh hùng này luôn. Rồi, châu lâu đi chết thôi. Rồi, một chọc nữa nè. Double kill, hết năng lượng rồi. Hết năng lượng rồi, nào xin mạng nữa nào. Ôi ôi, nghìn, hơn nghìn. Hết sạch năng lượng luôn. Ra đây farm cái bùa xanh, gọi là bùa xanh ấy, hồi năng lượng. Con cá sấu à. Thì mỗi cái con quái rừng ấy thì nó có một cái ụ nữa, khi anh em ăn nó đi thì nó cũng sẽ có những cái hiệu ứng khác nhau này. Như con này thì ăn để có hiệu ứng tăng tốc chạy này. Rồi, mình sẽ biến thành con người rừng này. Thanh niên AD bên kia này, ôi đau thế. Combo 3 phát luôn anh em ạ, không phải là bình thường đâu. Nào, ui, double kill chết luôn kìa. Đặt chiêu cuối lên này, lại biến thành con gì, triple kill.
Làm gì? Đánh nhau á? Con này nó vừa lên cái đồ dâu ấy. Tôi biến anh ngoài, biến được. Nào, thần thánh này, ui, chết hết chạch luôn này. Thế em không có Penta nhá. Ok anh em ạ, con này khỏe lắm. Loki. Rồi, video chơi thử cái game này của mình chắc là đến đây là kết thúc thôi. Rất là hay anh em ạ, anh em thử vào chơi thử xem. Được đấy, đồ họa này thì chưa full HD đâu, nhưng mà thế này là mình đánh giá ok rồi đấy. Thì có cái map của mình thấy là đánh giá nó hơi tối một chút, nếu nó cho sáng hơn một chút là ok. Rồi, 18,8 điểm. Nào, xem giao diện kết thúc nào. Lên level 2. Ok đấy, nhìn cũng khá là Marvel đấy anh em ạ. Xin chào và hẹn gặp lại nha. Hẹn anh em ở những cái clip sau. Bye bye. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Đừng quên ấn like và đăng ký ủng hộ kênh ra nhiều video hay hơn nhé.